Hello, xin chào chị nha. Hôm nay tôi sẽ quay cho chị xem một chiếc xe mới vừa về luôn. Hyundai Kona trong động cơ máy xăng 2.0 bản tiêu chuẩn đời 2021. Chiếc xe đi được 16.500 cây số. Xe mang nước sơn màu đen nè chị. À, xe mang sẵn luôn biển số thành phố Hồ Chí Minh nè. 51K11224 nha. Chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ giữ y biển số này luôn nè. À, đối với Hyundai Kona sẽ có 3 phiên bản cho chị lựa chọn. Bản 2.0 tiêu chuẩn, 2.0 đặc biệt và 1.6 turbo. Xe thì 2.0 tiêu chuẩn sẽ có là đèn bi đó. Đèn bi và đèn led chạy ban ngày nè. Nước sơn màu đen còn đẹp long lanh luôn. Chiếc xe mới cứng luôn, mới vừa về. Chỉ cần rửa sơ, nước lạnh thôi, quay luôn cho chị xem. Xe là 4 chỗ còn dây theo xe, mâm đúc đa chấu luôn đó. Mâm nhìn thể thao, nhìn trẻ trung lắm. 4 chỗ còn dây cui, đá theo xe 2021 luôn nè chị đó. Nước sơn màu đen với những cái phần nhựa nè, phần nhựa ở phía dưới nha, giúp cho chiếc xe mình đi có trần suốt đường cũng dễ dàng sửa chữa, dễ dàng thay thế. Nước sơn màu đen còn đẹp long lanh luôn, 2.0 tiêu chuẩn, nhưng mà đặc biệt là nó tiết kiệm cực kỳ luôn. Hyundai Kona phía sau có cảm biến va chạm, có cam da nè, hỗ trợ an toàn khi mình đổi xe nha, camera da đây, biển số cũng dễ nhớ, 11224 nha anh chị. Có đèn phanh trên cao, anten ve cá, có ba ga mui. 2.0 nhưng mà tiết kiệm lắm. Ở ngoài đô thị 5.41 lít và được kết hợp là 6.57 lít. Trong đô thị chỉ có 8.58 lít thôi. 2.0 là tiêu chuẩn. 2.0 nhưng mà tiết kiệm. Hộp số tự động 6 cấp nữa. Nói chung là xe này bên em kiểm tra hết rồi, đảm bảo chất lượng cho anh chị. Đó. Hyundai Kona phía sau sẽ có một cái khoang nè, khoang hành lý để giúp cho anh chị để đồ ha, để vali, để mình gia đình mình đi du lịch gì đó, để đồ thoải mái luôn. Ở đây xe mới về chưa dọn dẹp gì hết trơn á. Đây bánh xe cua chưa lăn luôn nè, gai còn luôn, đồ này chưa sử dụng một lần nào luôn. Chứ xe này trước khi giao bên em sẽ làm đẹp sạch sẽ, mới bóng lón luôn nha. Mới về chỉ cần rửa sơ thôi đã đẹp như thế này rồi. Đây Kona 2021 đi có 16.500 cây thôi. Xe mang nước sơn màu đen, full màu đen luôn. Anh chị nào mà thích phong thủy màu đen thì đây, Hyundai Kona là mẫu mới, hãng xe mới bây giờ là không còn xe nữa nha anh chị. Hình như nghe nói đâu là không còn sản xuất nữa. Nếu anh chị nào đam mê, yêu thích cái dòng xe Kona thì đây. À, xe này còn đăng kiểm cho tới tháng 7 2024 và phí đường bộ là đến tháng 1 2023. À, anh chị mua về tha hồ và đi nha. 4 vỏ theo xe còn vậy cui luôn. Và nó hát bên trong là ghế nỉ cũng màu đen luôn. Lốp sàn nè, lốp sàn da này. Lốp sàn da 3D. Ni lông chưa bóc hết luôn nè chị. À, ni lông còn đầy xe luôn. Màn hình cam da. Xe này có đề nổ start up. Đi 16.500 cây số nha. Chưa bóc hết luôn, đồng hồ cũng chưa bóc hết ni lông. À, cho anh chị xem cái vô lăng nè, cái độ mới của nó nha. Trời hơi chuyển mưa cho nên quay nhanh cho anh chị xem thôi. Xe này bên em đảm bảo chất lượng cho anh chị rồi. À, xe này trang bị 6 túi khí nè. Hai túi khí hai bên, hai túi khí trước, hai túi khí kèm. À, xe này hầu như là còn mới cứng luôn. 5 chỗ gầm cao đi gia đình, đi trong đường phố xoay sở dễ dàng thì đây, một chiếc xe rất là xứng đáng cho chị lựa chọn nha. Hàng ghế sau cũng tương đối rộng rãi lắm. 5 chỗ gầm cao và là Hyundai Kona nha. À, một chiếc xe quá chất lượng. Thích cái biển số. À, 11224. Xe được lên phim cách nhiệt hết rồi, 3M luôn. À, tiêu chuẩn 3M. Giúp xe đi mát mẻ cực kỳ luôn ha, tiêu chuẩn 3M luôn. À. À, chặn xe còn mới cứng luôn chị. Ôi xe này bên đó là chào bán cho anh chị với giá là 632 triệu. À, 2021 giá cả còn thương lượng nha. Anh chị nào quan tâm Hyundai Kona thì đến xem xe trực tiếp tại showroom Auto Xuyên Việt bên em nè. Số 46 đường G4 phường Đông Hòa, thành phố Giang Tĩnh, Bình Dương nha chị. À, đây là showroom bên em đường G4. À, nằm ở sau lưng Pixi Yen, bây giờ đã thành đạt siêu thị Go anh chị. Ngay chỗ quốc lộ 1K đi vô, đường dễ đi lắm. À, đường chỗ cầu vượt Linh Xuân đi tầm khoảng 2-3 cây số là tới rồi. Xe này bên em đảm bảo chất lượng cho chị luôn. Đó, ghế nè, ghế còn mới cứng luôn nha. Điều lòng chưa bóc hết nữa, có cân bằng điện tử, có phanh ABS. Đó. Chung là xe này là cái độ mới đó là anh chị khỏi chơi. Đến xem xe trực tiếp. Đó, nó còn đẹp hơn trong video nữa. À, có cam da, có kết nối điện thoại, có Apple CarPlay.
cảm giác rõ nét cực kỳ, chiếu theo góc lái luôn nè, giúp cho anh chị lùi xe dễ dàng luôn. Những anh chị nào mà tay lái mới á, rất là hay nha. Ni lông nè, chưa bóc hết luôn, có camera hành trình nữa. Chung là clip này tốn quay nhanh thôi. Trời sắp mưa rồi, tốn quay nhanh cho anh chị xem thôi. Xe bên em đảm bảo chất lượng rồi. Anh chị nào mà theo dõi kênh bán hàng bên em thì đã biết được xe bên em bán rất là nhiều nha, có đảm bảo cam kết chất lượng hết. Rồi, tiếp theo sẽ quay cái khoang máy cho anh chị xem nha. Rồi, tiếp theo Toán sẽ quay cho chị xem cái khối động cơ 2.0 lít của Hyundai Kona đời 2021 đi 16.500 km. Ở đây là khối động cơ 2.0 lít máy xăng nha, bản tiêu chuẩn kèm theo số tự động 6 cấp. Ở chủ yếu quay nè, ốc là còn màu theo xe luôn. Xe này bên em đảm bảo cam kết chất lượng luôn, không có bơi lội, không có thị kích nha, không có đâm đụng. Động cơ số là chưa từng để tu luôn. Và xe này chưa bụi thôi, mới về bên em chưa có spa. Trước khi giao bên em sẽ làm đẹp sạch sẽ cũng như là bảo dưỡng thay nhớt cho anh chị. Thay nhớt động cơ rồi là làm đẹp chiếc xe của mình tươm tắt nhất. Rồi, anh chị quan tâm dòng xe này thì cứ nhấc máy lên liên hệ cho Toán nha, qua số điện thoại là 0933 993 122, hoặc là bên em có thu mua xe cũ giá tốt giá cao luôn, anh chị liên hệ với em hoặc là kết bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin đầy đủ hơn nha. Hyundai Kona 2021 đi 16.500 cây, 11224 51k nha. Dạ rồi, đến đây tôi xin nói là chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị trong video tiếp theo nha. Xin chào, bye bye.